Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và là mình đây Momo Gaming. Ok, chúng ta lại tiếp tục cái series về Dragon City nha. Hôm nay mình sẽ đi cái sự kiện này nha, đi cái sự kiện Empress Tower này các bạn, cái tòa tháp này đây. Và mình làm các cái nhiệm vụ thì được 4100 coin các bạn. Thì nếu mà đi được mình không biết là bao nhiêu thì sẽ đạt được bằng rồng này ha. Nhưng mà gần sắp hết giờ rồi, còn 4 giờ thôi thì ok, thì mình sẽ đi thử luôn. Rồi như vậy là trong cái lượt đi này thì mình sẽ xuống đây ha, xuống đây. Ui, đúng rồi, xuống đây, vòng qua đây rồi xuống đây lại. Hoặc là xuống đây vòng qua đây. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ok, mình sẽ đi hướng này ha. Rồi ok. Quay nào. Hy vọng là sẽ được 3. Ôi, vừa mới nói xong luôn. Chỉ được 1 thôi các bạn. Open. Hồ vàng với lại thức ăn rất là nhiều luôn các bạn. Rồi, ta sẽ tiếp tục nào. Trời ơi, 1 miết luôn. Rồi trong cái sự kiện này bạn nào đi đến đâu thì bình luận bên dưới cho mình biết nha. Hy vọng là tất cả các bạn sẽ nhận được cái bằng rồng ở trên cái đào tòa tháp này. Hai lượt các bạn. 1, 2. Vì là ít coin quá cho nên là chắc mình không có đi tìm kiếm những cái mảnh của cái tam giác này đâu các bạn. Kiểu như cái kính này. Chắc phải cố gắng đi lên trên đầu đi ha. Ô, 3 luôn các bạn này. Yeah. Cái này random ha. Cái này thì theo nhân phẩm đó này. Nếu mà mình quay được 3 nó thì mình sẽ được lên luôn luôn này. Vô 3. Ôi. 2 đó các bạn. Ok, tiếp tục nè. Đó, lúc 3 thì không cần mà lúc lúc cần thì lại có, lúc không cần lại có 3. Ok, là tầng 2 nè các bạn. Cần tầng 2 thì mình sẽ cần đi xuống đây ha. Xuống đây và qua đây lên đây này. Rồi lúc này là 50 gem nè các bạn. Ok, 2 lượt nè. 1, 2. Open. Rồi, tiếp tục nè. 1, 2, 3. 3, 3, 3, 3. Yeah, 3, 3. Quá may mắn luôn. Ok, đó cứ như mà 33 như vậy biết luôn thì ngon ha. Mình cái tòa tháp này ở cái đợt event trước thì mình chưa nhận được cái bằng rồng ở trên tòa tháp các bạn. Đây là lượt event thứ hai ha, thì hy vọng là mình sẽ mình sẽ nhận được bằng rồng đó, nhưng mà có vẻ căng rồi đây. Nếu mà quay trúng một miếng thì rất là xui luôn. Cái hai này. Lên. Ôi, như vậy là mình sẽ cần 3 lượt nữa nè. 3. Yeah, 3. Ok, rất là may mắn luôn. Rồi, chúng ta sẽ lên tầng 3 nè các bạn. Lúc này sẽ được 75 cái coin ha. Rồi, đi xem. Ok, mình sẽ đi hướng này. Và vòng xuống đây. Vòng qua đây ha, xuống đây. Tiếp tục nào, 75. Yeah, 3 tiếp nè các bạn. 1, 2, 3. Vô, tiếp tục nào. 3, ui, 2. Đừng có 1 là được các bạn. 1 là rất là lâu luôn. Cứ 2, 3 là đẹp ha. Rồi, tiếp tục nào. 2. 1, 2. Ok, open. Rainwater Dragon. Ok, hiện tại shop của mình là đang được tầm 770 ha. Thì hy vọng sắp tới các bạn có thể đăng ký cho mình để mình đạt 1000 subscribe sớm nha. Mình xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Ok, chúng ta lại tiếp tục quay tiếp này. Bây giờ cái này chỉ cần random thôi này. 1 cũng được ha, mình sẽ đi lên luôn. Rồi, như vậy là chúng ta đã được lên tầng 4 đúng không? Ôi, lúc này là 100 nữa các bạn. 100 cái
100 cái khôi luôn. Bây giờ mình sẽ đi hướng này ha, vòng qua đây và xuống đây. Vô. Ba. À, khó lắm rồi các bạn. Ok, tiếp tục nào. Vô. Ba. No, hai cái bồng nằm song song các bạn này. Đó, lúc này lại bắt đầu là bắt đầu là một liên tục luôn này. Vô. Ba đi. Trời ơi, một tiếp rồi các bạn ơi. À, những cái đầu ấy thì nó cho ba liên tục các bạn. Bây giờ là khó đấy. Vô. Ba. Hai. Rồi mình sẽ đi lên đây ha. Mình còn 2900, chắc không đủ rồi ha. Tiếp tục nào. Vô. Rồi xong luôn, một luôn. Ồ, bắt đầu có các cái phần thưởng cao cấp rồi các bạn. Bắt đầu có thức ăn cao rồi kìa. Hai, yeah. Một, hai. Rồi còn 2755. Wow. Hai rất là đẹp nè. Hai, ok, hai ha. Rồi, chúng ta sẽ nhảy lên trên. Có rất nhiều cái lăng kính này các bạn, cái frame này luôn. Nhưng mà hơi khó ấy. Bây giờ thì mình sẽ đi vòng qua đây, xuống đây ha, lên đây. 125 rồi này. Yo, ba, yeah. 1, 2, 3. Ba nhiều là càng tốt nha. Rồi, tiếp tục nào. Ba. Ok. 1, 2, 3. Được này, được này. Five frog. Yo. Ba nè. Hai. Ok. Rồi, còn hai lượt nữa. Hai lần đi nó sẽ lên cái tầng tiếp theo. Vô. Ok nha. Thì mình đã tiếp tục lên được cái tầng tiếp theo các bạn. Rồi. Tầng này là 150. Ui, còn rất là nhiều tầng luôn. Không biết đủ không nè. Ba. Rồi, sau một. Cái tầng này phải đi xuống tới đây luôn các bạn. Đi xuống sau dưới này luôn rồi mới lên được. Trời ơi, khó ha. Ui, nhiều phút lại vàng các bạn. Vô. 2, 3. Yeah, 3. Ok, 3 nha. 1, 2, 3. Mình mở được một cái rương này. Vàng mấy phút luôn. 1, 2, 3. 2. Ôi dạ, 1, 2. Hình như là còn 2 tòa lắm các bạn, 2 tầng đúng không? Yeah, 1, 2, 3. 1, 2. Rồi mình còn 1555 cái. Ký. 3, 4. Hai này các bạn. 1, 2, rồi. Như vậy là 4 lượt nữa các bạn. 4 lượt nữa mình sẽ lên tiếp theo nha. Tiếp tục nào. Ui. Trời ơi. Ok, lần này cho lần 3 đi. Cho được 3 cái thì mình lên luôn này. Này, 3 cái này. 3. Ôi, mất thêm 1 lượt nữa các bạn. Ok. Mà còn 5 giờ nữa, chắc không được nữa các bạn ơi. Những cái này là nhiệm vụ mà mình hơi bận ấy, cho nên là ui, lúc cần 3 thì không ra. Lúc không cần thì ra tiếp. Rồi lần này 175 đấy các bạn. Đi tầng này xong thì sẽ còn tầng này nữa. Xong tầng này thì mới lên được đây ha. Ui, căng đấy các bạn. Cái này thì mình phải đi vòng xuống đây luôn.
Ok. 2, 3. Ok, 3 này. Dễ. 2 lần 3 là đẹp ha. Cứ 2 lần 3 là đẹp. 2, 3 lần 3 gì đó cũng được. 3 này, 3, 3 này. 3, no. 1 các bạn ơi. Ok. 1, 2, 3. Ok, 2 nha. 1, 2. Mở này, mở ốp này. Rồi, mình quay hy vọng một lượt này nữa sẽ được hai cái luôn này. Vô, ok, hai cái này các bạn. 1, 2. Rồi, hình như cái tầng này là tầng cuối đúng không? Tầng cuối thì mình sẽ mất 200 một lượt đi. Và mình sẽ cần đến ngôi sao này đúng không? Đến ngôi sao này thì phải đi rất là xa đó các bạn. Ui, vòng từ đây luôn, vòng từ đây qua đây, xuống đây, rồi lại ngược lại đây, trời má. Như vậy là rất là tốn cái coin đó các bạn. Chắc không kịp rồi các bạn ơi. Ok, 1, 2, 3, vô. Hai lượt nè. Rồi thôi xong luôn, không kịp rồi các bạn ơi. Cái này mình bận quá, mình không làm được các cái event này. Cũng ghê nha. Còn 4 giờ nữa này, không biết kịp không nè. Gần đi đến ngôi sao này là sẽ được không rồng rồi. Khó ha. Trời ơi là trời ơi. Sắp đến bạn Citrine Everest Dragon các bạn. Để xem thì mình sẽ nghiên cứu thêm để tìm cách ha, tìm cách để kiếm thêm cái coin này. Ở trong không biết là trong quest có không, trong quest là đây hình như còn đây này. Một lần đi của quest là sẽ được 25, 50, 50, 75, 100. Ui khó ha, tại vì một lần đây, một lần đi cái này chắc là được mất 200 các bạn, 200 coin. Ui khó vậy. Nếu mà quay được 3 lượt này thì mình sẽ mất, ví dụ như mình quay 3 lượt đi thì mình sẽ mất 3 này là 200 ha, 200, 400, 600, 800, 1000, 1000 2, ui 1002 gem nữa các bạn. Ôi không may mắn rồi, mình không may mắn rồi các bạn ơi. Ok, như vậy là mình làm xong cái video về đi các event này nha. Nói chung là mình đã không may mắn rồi các bạn ơi. Ok, nếu các bạn thấy thích video của mình thì xin cho mình một like, một đăng ký cũng như là một chia sẻ nha. Để mình có thêm động lực làm các video mới về game Thành phố Rồng Dragon City. Rồi chào cả nhà và chúc cả nhà có một ngày học tập và làm việc vui vẻ. Bye bye. Yes.